Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì sẽ trải nghiệm team Icon. Sơ đồ sử dụng sẽ là 4222. Trong đó ST sẽ là Rock 3, mùa giải Icon 3, Eusebio mùa giải Icon 2 sẽ thi đấu ở TCF. Cánh trái sẽ là Neves, Icon 3, cánh phải là Luis Figo cộng 2, Asian cộng 3 và Balak cộng 3 sẽ là hai vị trí ở tiền vệ phòng ngự. Bộ tứ vệ gồm Shun, mùa giải mùa lai cộng 8, Rio và Manini. Manini cộng 2, Rio cộng 3 sẽ là hai trung vệ. Cánh phải sẽ là Walker và thủ thành là Thibaut Courtois. Mùa lai cộng 8, Walker thì cũng mùa lai cộng 8 luôn. Đội hình này trị giá gần 800 tỷ. Ở dưới này còn thêm Chabungkun nữa. Sau 3-4 lần thử sức ở góc gần thì bây giờ Neves mới có được một pha ghi bàn. Góc mà theo mình là rất khó. Chabungkun. Chabungkun. Chuyện quá tốt. Đấy, đó là lý do vì sao nói là những cái ông nào mà lực sút tốt trong vùng cấm rất dễ ghi bàn. Cứ đê đê chìm của đó thì mua ông ba sao kịp. Figo. Rock 3. Chê anh này. Tiếp tục là rock bang. Chả hiểu. Phải để cụ ra tay. Thông minh quá. Đây rồi, và đó là Manini. Neves. Đến ZD mà gặp Rio. Ba lát này. Đây. Đến. Nó chậm một nhịp. Cái pha đó là mình tính là ba lát chuyền ngay chạm đầu tiên luôn ấy. Nhưng mà ổng lại giữ được một nhịp. Có thể là do binh.
Quà. Quà. Kéo nữa. Sút cũng tím hơn đốt. Figo. Sút bán nha. Thức đến 4 giờ sáng rồi làm từ sáng đến chiều nữa thì rất là mệt. Những ngày khác thì rẻ. Đỡ một tí và đó là ba lát. Gặp đối thủ mà thủ nhiều là rất mong những cái team đá ăn bật. Chứ thủ đông quá mà team ăn bật không tốt dễ chuyền sai lắm. Chào Bung Kun. Đội cũ đó hay quá. Tưởng là đi rồi chứ. Qua sầu khiên nét nét. Đây rồi. Rút kinh nghiệm luôn. Ok. À. Đây rồi, và đó vẫn tiếp tục lên Sevio. Xét về team này thì đá ngon nha. Thủ tốt này. Đôi khi cảm thấy Manini xử lý có phần hơi chậm một tí, kiểu như đỡ banh trúng ấy. Nhưng mà sau đó cái nhịp xử lý tiếp theo là bị chậm, cho nên có thể gặp đối phương ám sát nhanh thì bị mất. Chỉ bị lấn cấn ở vấn đề đó thôi. Mani lên tấn công tốt nhá, ghi được 2 bàn. Ở trên thì Van Lack, Asian chơi cũng tốt này. Figo thì mình chưa test nhiều. Figo không test nhiều nhưng mà rê giác các thứ bên cánh đồ ổn. Netbet thì khỏi nói, Netbet thì chơi nhiều. Eusebio chơi Ung Kun vẫn là những con hàng đẳng cấp. Eusebio thì mình cảm giác là truyền hơi thiếu ổn định, có những quả truyền không được hay. Mặc dù mình thấy những quả đó tương đối là không phải là khó lắm để có thể truyền một quả hợp lý, nhưng mà Eusebio truyền không được. Đấy, đánh cấn ở khoảng đó. Trước đó thì Rock 3 đá cũng được. Chạy chỗ mình thấy cũng còn ok. Dùng cấm suốt để uy tín. Nhưng mà để cho Ung Kun thì dễ đá hơn. Tại vì Rock 3 thì xoay sở hơi chậm. Với lại là truyền trọt không ổn lắm so với cho Ung Kun. Để cho Ung Kun thì bàn bật mượt hơn. Hai hội biên thì cũng được này, không đến mức là quá chậm. Thủ tốt, củ tỏi bắt cũng được dài quả. Nói chung thủ môn thì mình thấy hiện tại thì từ 100 trở lên là ổn áp. Và đó là những trải nghiệm của mình về đội hình team Icon trị giá gần 800 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.